xưa phai nắng dấu mòn đưa lối. Xin mấy chào các bác nhá. Các bác vừa được nghe một cái bài hát trong một cái chương trình rất là nổi tiếng của Nhạn Trắng Gò Công Phương Dung. Vâng ạ, tiếng hát Phương Dung Hương Quê số 1. Bác nào mà chưa có cái chương trình băng cối này thì liên hệ ngay với Hoàng Gia Audio nhá. Vâng ạ, băng nhạc Hương Quê 1 Phương Dung. Cái bài mà các bác vừa nghe đó là bài Sương Lạnh Chiều Đông ạ, do nhạc sĩ Mạnh Phát sáng tác. Thì trong cái chương trình này thì em cũng chia sẻ với các bác luôn, với những bác nào mà chúng ta chưa có cái cuốn băng 7 đấy, hoặc là cassette hoặc là CD của cái chương trình nhạc Hương Quê số 1 của Phương Dung đấy, thì em xin phép được đọc những cái bài hát ở trong cái chương trình này. Mặt A sẽ có những bài như Sương Lạnh Chiều Đông, Sang Ngang, Trang Nhật Ký, Anh Đi Chiến Dịch, 15 Tái Ngộ, Hoa Trinh Nữ, Phận Mã Hồng, Gửi Cánh Mây Trời, Nỗi Buồn Hoa Phượng. Mặt B sẽ gồm 8 bài gồm Biển Mặn, Đối Thông Hai Mộ, Khói Năm Chiều, Hàn Mặc Tử, Tìm Về, Hoa Nhớ Thương Ai, Xa Lộ Không Đèn và Lâu Đài Tình Ái. Thì đây là trung tâm ban nhạc và ban nhạc Lê Văn Thiện và Y Vân. Đấy, được ngày phát hành từ tháng 12 năm 1972. Các bác, cái chương trình này sẽ ban hành từ năm 1972 các bác nhá. Đấy, thì bác nào mà chưa có băng cối, CD, cassette thì liên hệ với Hoàng Giao Đô. Đây là cuốn băng 7 ạ. Cuốn băng 7 thì bên em vẫn bán là 800.000 đồng một cuốn các bác nhá. Em cuốn cái băng 7 này em cuốn vào cái xương 10 các bác này. Đấy, các bác nào muốn đẹp mà máy chạy xương 10 ấy thì các bác có thể lấy xương 10 xong nó mua băng 7 cuốn vào đây. Nó tất nhiên nó sẽ hở một chút nhưng không sao cả các bác nhá. Đấy, cái cách chơi của em chỉ chơi như này thôi. Băng 7, mình nghe băng 7 nó rất là phù hợp. Đấy, 800.000 một cuốn băng 7. Thì tiếp ở đây thì bên em cũng đang làm rất nhiều các chương trình CD để gửi các bác đây. Trong ngày hôm qua thì đã chốt được khá là nhiều chương trình cho các bác rồi. Đấy, đây là những cái combo 10 đĩa một này, đã đóng gói sẵn ở đây rồi. Và đang làm tiếp. Đấy. Trường Vũ viết từ KBC này, tiếng hát nghề nghiệp cuộc của Chế Linh này, Bảo Yến Mong Chờ này, Đôi Mắt Người Xưa Tuấn Vũ Giao Linh này,
24 giờ phép của Chế Linh này. Chế Linh hát cho người tình phụ đi. Chương trình này có 4 đĩa này, có bác lấy số đĩa 1, có bác lấy số 4. Các bác thật là những người sáng suốt, bởi vì trong cái chương trình 4 đĩa này thì đĩa số 1 và đĩa số 4 là đĩa hay nhất. Đấy, Đường Xưa Em Đi này. Đấy, Hồng Trúc 7 này, Cái Nắng Bờ Môi này, Giao Linh Cuối Đẻo Đường Tình này, hay gọi là Giao Linh 7 đấy ạ, và Giọt Lệ Đài Trang. À, Chế Linh à, Tuấn Vũ Đặc Biệt. Đấy thì đây là bên em đang tiếp tục đang làm tiếp các bác nhá. Đang làm và đang in đĩa. À, các bác có thể những cái in này, từ hình ảnh này, từ máy in màu này, đầu tư rất là công phu, và từ những cái thiết bị in nữa. Bên em không sử dụng những cái máy in thông thường như cái ổ đĩa đâu ạ. Đây các bác có thể nhìn, đây là cái máy in chia sẻ các bác, đây là cái máy đầu đọc đĩa chuyên dụng này, Blacktop. Con này nó rất là đắt tiền các bác nhá. Chuyên để in đĩa. Đấy, chuyên để in đĩa, những cái đĩa mà các bác biết là từ những cái phòng thu ấy, người ta thu qua đĩa thì người ta phải sử dụng những cái đĩa đầu như thế này. Đấy ạ. Những đầu bên ngoài này nó mới bền được và nó mới có chất lượng ghi băng tốt được, chứ nó không vớ vẩn như cái những đầu với các bác dùng cái cây máy tính hoặc cây laptop các bác ghi đĩa thì nó không thể ghi hay được. Nên là em nói luôn là nó có phụ thuộc rất nhiều yếu tố ạ. Máy móc, con người và gì ạ? Cái nguồn nhạc. Cái nguồn nhạc nó cực kỳ quan trọng các bác nhá. Nó cực kỳ quan trọng. Mình phải bỏ rất là nhiều tiền ra để mình mua, mình lưu trữ vào đó thì mình mới có nguồn nhạc tốt được. Đấy thì không phải là sẵn sàng mà ra được một cái đĩa hay nào. Thì những cái đĩa này thì phải đầu tư rất là nhiều công phu, nhiều giai đoạn, từ máy móc, từ con người, từ kỹ thuật, rồi là từ cả nguồn nhạc nữa. Đấy, có những cái mình có thể đầu tư được, như máy móc và con người mình có thể đầu tư được, nhưng nguồn nhạc thì không phải ai cũng có thể dám đầu tư. Đấy, các bác lưu ý, cái đó là cái cực kỳ quan trọng trong cái việc thâu băng đĩa. Đấy, từ thâu băng cối cũng thế các bác nha, rồi từ thâu đĩa CD cũng thế, nó đòi hỏi rất là nhiều hạng mục. Các bạn thì muốn có một cái chương trình hay, CD hay, băng cối các sách hay thì đồng nghĩa là chúng ta phải tối ưu được rất nhiều vấn đề, chứ không chỉ vấn đề là chỉ có băng tốt và máy tốt các bạn, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa các bạn nhé. Vâng ạ, chia sẻ với các bác nho nhỏ một chút như thế thì để các bác nắm bắt được. Vâng ạ, và em xin được cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ, và cũng như là ngày hôm qua có rất nhiều bác đã chốt những cái chương trình combo đĩa CD của bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và những cái số CD này thì em vẫn bán là 100.000 một CD các bác nhé. 100.000 một CD, 10 CD trở lên là em bao ship tận nơi ạ. Còn dưới 10 CD thì các bác vui lòng là cộng tiền đĩa với tiền ship các bác nha. Ví dụ có bác đặt 3 đĩa, có bác đặt 5 đĩa, có bác đặt 10 đĩa thì tùy các bác thích nào cũng được thì em sẽ làm cho các bác. Đấy. Cứ đủ đơn là em sẽ gói cho các bác và gửi cho các bác thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, và tất nhiên còn rất nhiều các chương trình khác nữa em sẽ lên sóng để gửi các bác ở trong các video sau. Đấy, các bác đăng ký kênh ở phía nút màu đỏ phía dưới bên tay phải ạ, để theo dõi những video mới nhất của bên Hoàng Giao Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo.